ngồi dậy chưa? Ngồi dậy 4 lần. Ngồi 4 lần rồi, đã gì đó. Thấy cười tươi rồi, ok rồi. Còn lo gì đó? Sáng giờ thấy lo lắm lắm mà. Sáng giờ thấy lo nhưng mà giờ căng thẳng. Chiều nay đi với làm gì chưa? Bắt cho đi em đi. Được. Hồi sáng cái bệnh viện đó là mới không đau mà không tin. Bây giờ không tin. Dạ. Cái cách của mình là nó khác, thành ra nó tự cực ở chỗ là phải chuẩn bị từ con người. Con người trong cái này nó sẽ khác. Rồi để máy móc phương tiện. Chứ không được thường là như vậy. Vấn đề còn lại bây giờ là em chịu không biết được. Đi. Thường thì nó sẽ có cái khó chịu vào giữa đêm và sáng. Nhưng nếu mình buồn ngủ thì sao không có vấn đề. Cái dấu hiệu buồn ngủ nước là cái môi nó không có khô. Đừng có thôi giúp ai nữa. Chuyện này đi với đồng thôi. Không, tại vì em nghĩ là sau cái thành quả này xong em về em swap cho cái phần vòng 3 nó là tương xứng cho mình thôi. Thế thì cho ngoài chơi à bác ơi? Tại vì vòng em của em là hơn phần tự tin. Ok, rồi ha. Đây là cái ăn uống này ngày mai gặp lại. Dạ. Cảm ơn Trần. Cảm ơn bác sĩ.